một tác phẩm của nhà văn James Hartley Chay. Đóa lan rừng nổi loạn, phần 3. Bạn đang nghe trên kênh kể chuyện trinh thám. Frank cười thật to. Cô ta không thích vẻ đẹp của cô đấy, gã nói với cô Loli, mặt đỏ ửng lên và lùi lại. Nào, mắc nói vẻ nôn nóng, đem nó lên kia. Gã cúi xuống cắt dây trói chân và dựng cô đứng lên. Cô Loli đứng nhìn chúng lôi cô gái đang dãy ruộng vào nhà, cô nghe những bước chân nặng nề trên thang gác. Carol kêu thét lên khi bị kéo qua dãy hành lang tối om. Loli căm ghét sự hung bạo và cô lùi về căn phòng bếp rộng thênh thang. Ngồi rửa rau cô vẫn nghĩ về cô gái xấu số. Cô ta thật đẹp, đẹp chưa bao giờ thấy. Mái tóc, đôi mắt. Loli cảm thấy buồn khi Carol tỏ vẻ ghê sợ mình. Nhưng chẳng có điều gì phải giận, phải ghét cả. Một con người đẹp tuyệt vời như thế thì sợ hãi. Ghê tởm cô là điều tất nhiên thôi hai dòng nước mắt chảy dài trên má lô Tại sao bọn Sullivan mang cô ta đến đây? Cô khiếp sợ bọn chúng, căm ghét chúng. Chúng thật tàn bạo, hung dữ, nguy hiểm. Lúc nào chúng cũng chế giễu cô. Cửa phòng bếp mở ra. Zeril bước vào lưỡng lự nhìn cô, mắt lo lắng. Loli vừa cho nước vào chảo vừa hỏi, ai đấy? Cô bé Blandit. Zeril trả lời. Cô bé trong tờ báo đọc sáng nay đấy. Cô Loli thả cái chảo quay lại. Cô gái điên người ta tìm khắp nơi đấy à? Bọn chúng muốn gì ở cô ta? Mắt cô lô ly lộ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt. Một cô bé như thế cần được săn sóc vậy mà bọn chúng. Cô ta cần một người tốt, hiểu biết. Một tiếng kêu khủng khiếp xé tan bầu không khí yên tĩnh trong ngôi nhà. Mặt lô ly trắng bệch, cô bước tới một bước. Dê rêu nhíu mày, vẫn cúi xuống nhìn chân. Một tiếng kêu nữa vang lên xuyên qua lớp trần gỗ làm cô lô ly lạnh người. Chúng làm gì cô ấy? Loli bước thêm bước nữa nhưng bị Zerium ngăn lại. Cô phải ở lại đây. Cô nên biết bọn Sullivan không ưa kẻ khác chen vào công việc của chúng. Ôi! Tôi không muốn chúng hành hạ cô ta. Cô Loli vừa nói vừa run run luồn bàn tay xương sầu vào tròm dâu tơ. Tôi không chịu nổi cảnh cô ta bị đau đớn. Tôi xin các ông, đừng làm nua. Tiếng Carol rú lên xuyên qua lớp vách gỗ rung chuyển cả gian nhà. Cô đi ra vườn. Zeril bỗng quát. Đi đi, rồi ông nắm tay cô lô ly lôi ra ngoài cửa sau. Ra đây, đừng đứng đó nghe ngóng. Chúng ta càng ít biết thì càng có lợi nếu hai thằng khốn đó bị tóm. Cô lô ly bước theo ông. Cô lau nước mắt, lắp bắp, đẹp quá. Phụ nữ chúng tôi thật khốn khổ. Lúc nào cũng phải chịu đau khổ. Họ đứng ngoài vườn, thấy bọn Sullivan bước ra. Chúng đã chút bộ đồ đen, mặc bộ COMLE xám, mũ phớt xám, giày vàng trông như mấy tay nhà đòn đi nghỉ hè. Frank leo lên chiếc Parker lái về phía nhà khô ở đằng sau, mắc ngồi trên bậc tam cấp hút thuốc, nét mặt thật hung dữ. Jerry bước tới hỏi: "Các anh đi?" "Phải, nó ở khu kiểm lâm trên vùng núi xanh, hơi xa đấy." Jerry không hỏi xem nó là ai, ông ta đã tập quen không hỏi han gì. Cô ta đã nói ra rồi ư? Rốt cuộc thì con nhóc cũng phải nói ra. Ai thì cũng phải có chút suy nghĩ hết. Có tiếng xe mở máy sau nhà frank lái chiếc xe buýt lớn màu xanh đến dừng lại gần mắt nghiêng mình ra cửa xong hết cả rồi lưu nhận ra chúng đã thay đổi y phục xe cộ các anh sợ gặp rắc rối à chúng tôi trở về chỗ đã ra đi mắc trả lời khi bước lên xe không bao giờ diễn lại một vở tuồng cũ cả mặc dù chút bộ đồ đen chúng vẫn toát ra một vẻ gì đe dọa jeru hỏi chừng nào các anh về hai hay ba ngày nữa hoặc hơn không biết chừng sớm hơn nếu có còn ở đó nhưng không chắc đâu chỉ vì vậy mà con nhỏ không chịu nói, Frank nhận xét. Con nhỏ đó không điên chút nào. Ừ, để rồi xem. Này, Jeriu. Sao? Trông chừng cô ta. Khi tôi bảo trông chừng thì anh hiểu ra sao rồi. Nếu khi chúng tôi về nhà mà không thấy cô ta thì cũng mong không gặp anh nữa. Chắc chắn cô ta sẽ còn ở đây. Jeriu nói gọn. Lên đường. Mắc quay sang nói với Frank. Frank trồm qua người Mắc nói với Jeriu anh trông chừng cho kỹ. Tách sạn con nhỏ tôi thích lắm đó. Không nên bỏ qua cơ hội này. Nó vừa với tôi đấy, hiểu chưa? Để tao cho mày vừa một chỗ khác. Đồ chó đái. Mắc sủa lên, mày thì lúc nào cũng đàn bà. Không thể khác được. Frank cười rộ lên và lái chiếc xe tung bụi mù trên đường vắng. Cô Loli lên gác vào căn phòng riêng nhỏ bé. Cô run rẩy ngồi xuống một lúc mới đến bên chiếc tủ con được. Cô chải gỡ đầu tóc, bộ râu, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước ra, Jeriu đã đứng trên cầu thang hỏi, cô định sao bây giờ? Đi thăm cô ta, Loli cuống quyết trả lời. Cô ta cần một người đàn bà săn sóc. Cô mà là đàn bà. Jeriu cười nhạo. Là con bù nhìn rách thì có. Cô chỉ làm cô ta sợ thôi. Cô Loli nhăn mặt đau khổ. Lặp lại, tôi đến với cô ta. Được rồi, nhưng không được sinh chuyện đấy. Cô nghe mắc nói gì chưa? Tôi không muốn chen vào chuyện đó. Tôi chỉ muốn tử tế với cô ta thôi nếu quả thực con bé khốn khổ đó hơi mất trí thì cũng nên có lời nói dịu an ủi cho nó bớt khổ jerry rút chiếc chìa khóa đưa cho cô chán rồi thì nhốt nó lại tôi đi làm công việc đây một lúc sau cô lô bước vào phòng carol tim đập mạnh căn phòng nhỏ trống trơn nóng bức ghê gớm vì mặt trời chiếu thẳng lên lớp ngói đá bảng chiếc cửa sổ độc nhất trổ ra vườn có hai chấn song sắt carol nằm trên giường tay buông xuôi chân thẳng như một cái xác ướp đôi mắt không hồn chỉ là hai lỗ mắt sâu hoắm trên khuôn mặt tái xanh. Nghe tiếng chìa khóa mở, cô không quay lại nhưng nghe tiếng động, cô cong người lại và không tự chủ. Miệng cô kêu lên. Cô Lô Ly lúng túng nói bên ngưỡng cửa. Chỉ có tôi đây thôi. Tôi là Lô Ly. Carol dùng mình từ từ quay đầu lại trông thấy con quái vật đáng thương đứng lúng túng ghim những giọt nước mắt thương hại cô đi đi. Mời cô đi đi, Carol nói và ôm mặt khóc. Cô Lô Ly quay đầu lại ngóng tai nghe, chiếc thang gác không người. Dê rưu cưa gỗ đâu đó ngoài vườn, ở xa hơn có con chó nào sùi điên khùng. Cô buồn bã nói tiếp, tôi không muốn làm cô sợ. Cô bạn nhỏ ạ, à, tôi không phải loại dữ. Ngày xưa tôi ở cùng đoàn siếc với chúng thôi, bọn mắc và Frank ấy. Cô không làm cho tôi sợ đâu. Chỉ là tôi chỉ muốn ở đây một mình. Cô có uống một chút cà phê không? Hay là trà? Tôi rất buồn cho cô. Chúng ta đều là phụ nữ. Bọn đàn ông chúng đó phải không? Bao giờ chúng ta cũng phải hy sinh cho họ. Tôi, ngày xưa tôi cũng có người yêu. Chắc cô không tin đâu. Đáng lẽ họ không nên đem cô đến đây. Cô xinh quá. Carol vụt ngồi nhỏm dậy la lên. Cô là ai? Cô muốn gì tôi? Cô Loli nhíu mày hơi lùi lại. Tôi là Loli. Cô còn nhỏ quá không biết tôi đâu. Loli Prairie. Người đàn bà có bộ dâu nổi tiếng. Tôi là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ thực thụ phải là nghệ sĩ chân chính mới chịu đựng nỗi cay đắng như tôi tôi không ghét cô tôi chỉ muốn tốt với cô một chút cô đẹp quá khi tôi nghe cô la lên tôi không biết có thể giúp gì cho cô được không không thể làm gì cho cô được nhưng là phụ nữ với nhau phải biết giúp nhau lúc khốn khó carol lại ngả mình xuống giường rên rỉ tôi đã chỉ cho bọn nó chỗ anh ấy rồi tôi cứ tưởng là không đời nào nói ra nhưng tôi không đủ sức tôi đành phải nói chúng đã đi giết anh ấy tôi yêu anh ấy quá đi thôi Cô Lô Ly bước lại, cô trở nên quá khích động. Tôi có nghe chúng kháo nhau khó mà tìm được anh ấy. Để tôi pha cho cô ly cà phê. Carol nhỏm dậy kêu lên, cô hãy giúp tôi ra khỏi nơi này. Tôi van cô, cho tôi trốn đi, ngăn bọn chúng đừng nhốt tôi. Tôi phải trở về gần với Steve. Chúng bắn vào anh ấy. Tôi đã để anh ấy ngoài rừng và bây giờ chúng quay lại giết anh chết hẳn. Mắt Loli thoáng vẻ sợ hãi. Cô hấp tấp nói, tôi không thể nào chen vào chuyện này được. Tôi chỉ muốn giúp những ngày cô ở đây được đỡ khổ thôi. Tôi không thể giúp cô trốn vì như thế là chen vào. Tôi chắc là cô hiểu được tôi. Cô vừa nói là cô đã từng có người yêu. Cô phải biết thế nào khi người ta yêu. Tôi đã chỉ cho bọn chúng chỗ anh ấy. Tôi không có cách nào khác. Tay Carol ấp vào mặt. Ôi! Cô không bê e tê chúng hành hạ tôi như thế nào. Cô em tội nghiệp của tôi. Cô lô ly cố cầm nước mắt. Tôi thật hết sức muốn giúp cô. Không biết là... Cô yêu anh ấy lắm phải không? Loli liếc nhanh về phía sau, nhưng tôi không thể đứng đây nói chuyện với cô được. Để tôi đi pha trà cho cô. Uống xong cô sẽ thấy khá hơn đây ra tới đường cái cũng khá xa. Cô nói như không có ý định gì rõ rệt. Chắc là có tiền trên chiếc móc áo nơi tiền sảnh. Thế rồi cô bước ra khép cửa chạy vội xuống cầu thang. Carol vẫn nằm đấy mắt nhìn ra cửa. Bỗng nhiên tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không nghe Loli xoay chìa khóa. Cô từ từ ngồi dậy chân cô mềm oặt và khoảng cách giữa giường tới cửa thật dài làm sao. Cô nắm tay cửa xoay, cửa mở ra. Carol nhìn theo dãy hành lang dơ bẩn, không ngờ con giường trốn chạy lại mở ra không có ai ngăn cản. Cô nhẹ bước trên bậc xuống cầu thang nhìn xuống phía dưới. Đâu đó trong vườn có ai cưa gỗ, còn trong bếp có tiếng chén bát va chạm. Cô nín thở, tim đập mạnh, lặng lẽ bước xuống. Trong một túp lều đổ nát của khu kiềm lâm bỏ hoang ở núi xanh có một lão già được gọi là ông nội Humphrey một lão già kém suy nghĩ, khốn khổ, tồi tàn nhưng lại có nghề hớp hồn chim chóc. Lão nhút nhát như con chuột nên mới chui vào ở cái xó hoang này. Lão thật sự dối lên vì việc Caron với chiếc bắc cơ đen đặt Steve ở đây và lại phóng vụt đi. Ông nội Humphrey len lén đến gần Steve rồi vội vã về nhà chờ xem sự thể xảy ra tiếp theo. Đang ngủ say, lão giật mình thấy chiếc xe CADILLAC xịch đến. Finn Magath ôm Steve vào xe rồi mở máy đi. Ngày hôm sau, lúc đang nấu nồi súp thì cánh cửa bỗng mở ra và bọn Sullivan kéo vào. Bọn Sullivan không thấy Steve nhưng chúng theo đường lối quen thuộc, tìm lại dấu vết ngay từ chỗ nạn nhân thấy lần cuối cùng. Khi thấy khói thuốc bếp luồn qua ống khói túp lều, chúng nhìn nhau rồi nhẹ nhàng bước tới. Chào! Frank đã hất cánh cửa khép lại. Ông nội Humphrey đang ngồi xổm trước bếp, khuôn mặt khô héo, giả nua nhăn lại vì sợ. Mắc dựa lưng vào ống cói thong thả phun khói thuốc ánh lửa chiếu trên đôi mắt như hai cục thủy tinh đẽo đen và không hồn gã bảo frank nói với lão đi frank ngồi trên thùng cây lật úp sát bên lão già nụ cười của gã khiến lão già lạnh thấu xương chúng tao đi tìm một tên một tên bị bệnh nó ra sao rồi tôi không biết người bị bệnh nào hết lão rên lên tôi chỉ muốn yên thân thôi nào lão biết rõ về nó rồi chúng tao không nói dỡn đâu đừng làm khó nó không là gì với lão hết lão già không hé răng. Frank hất nhẹ vào chân lão giọng vẫn có chút vui đùa. Nào, nói đi. Gã mắc bệnh ra sao rồi? Tôi không thấy gã mắc bệnh nào. Tôi chỉ lo việc tôi thôi. Mắc giật cái chảo khỏi tay lão ném đi. Frank cười rộ lên. Gã bị bệnh sao rồi? Lão nhìn cái chảo lăn trong xó. Tay ôm lấy bộ dâu. Tay nhà bao mang hắn đi rồi. Tôi chỉ biết có thế. Gã nhà báo nào? Mắc hỏi. Ma gác, lão lắp bắp. Hắn đã một lần quấy giày tôi, ai cũng quấy giày tôi hết. Sao họ không chịu để tôi yên? Frank đứng dậy bước ra cửa nói dịu dàng, sẽ không còn ai quấy giày lão nữa đâu. Lão quay ra kéo lết đôi giày méo mó, tay túm chiếc áo choàng tả tơi. Mắc nói, nhắm mắt lại. Chúng ta không muốn lão nhìn theo. Thưa ông, tôi không nhìn đâu. Nhắm mắt lại, mắc nhẹ nhàng nhắc. Đôi mi nhơ bẩn, nhăn nhúm sụp xuống như hai cánh cửa hạ nơi một ngôi nhà trống rỗng mắc rút khẩu súng lục dưới cánh tay đặt nhẹ nòng lên trán lão rồi bấm cò. Đi đến giữa chừng cầu thang thì chiếc đồng hồ bung ra một tiếng rẻ rẻ và bắt đầu đánh giờ. Carol sững người. Cô tưởng chừng sắp ngã lăn xuống phía dưới. Tuy nhiên, cô phải bám vào tay vị vì đôi chân cứ muốn khuy xuống. mò mẫm trong bóng tối một lúc rồi cô cũng lần ra được tiền sảnh và dừng lại dõng tai nghe ngóng. Cô Loli đang đổ nước sôi vào bình trà, đặt lên mâm chiếc tách, hộp đường và ly sữa trong một vài phút nữa cô sẽ mang khay ra. Carol lặng lẽ nhanh chóng đến trước móc áo gỗ sồi. Có tờ giấy 10 đô la. Chắc có tiền nơi móc áo. Cô Loli đã nói như thế. Carol nhón lấy tờ giấy bạc rồi bước đến cửa. Tiếng cửa kêu kèn kẹt, kẹt, bắp thịt cô co rút lại. Cô ngoái về phía sau. Cô Loli đứng trước cửa nhà bếp nhìn Carol bước đi. Cô ta khóc, đôi dòng nước mắt chảy trên gương mặt nhăn nhúm với hàm dâu kỳ cục đến thê thảm. Hai người phụ nữ nhìn nhau, nỗi sợ hãi, cảm tình trao cho nhau lấp đầy hố sau ngăn cách họ. Thế rồi, Carol chạy thật nhanh mang theo nỗi mừng và nỗi đau đớn của cô Loli. Tiếng cưa xiết vào gỗ đâu đó gần nhà làm mất sự vắng lặng xung quanh. Carol dừng lại tìm lối đi, một con đường cỏ mọc đầy dẫn đến một hàng rào sơn trắng. Bên phía kia đường đi vào trong cát, có dấu xe xuyên qua nắng bụi. Chỉ đi một đoạn ngắn thôi là tới đường cái. Cô Loli đã nói thế. Tiếng cưa ngừng bạch. Sự im lặng nặng nề dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngôi nhà. Nhanh và dứt khoát Caron bước qua sân đến bốn bậc tam cấp ra đường. Đến đây cô dừng lại để nghe ngóng. Cô không trông thấy Jerry đã đi vòng sau một nhà chặn đường cô. Ông ta đứng đấy vừa sợ hãi vừa tức giận như không tin vào mắt mình nữa. Sau thân hình to lớn của ông ta là đường cái, là tự do. Cô quay về phòng ngay. Caron nhìn quanh rồi la lên, "Không được động đến tôi, để tôi đi." ông không thể giữ tôi lại được cô không đi đâu hết tôi không muốn thô bạo với cô nhưng nếu cô không nghe lời tôi buộc phải dùng tới vũ lực nghĩ đến phải chịu đau đớn lần nữa carol như muốn ngất đi nhưng cô vẫn không nhúc nhích khi jerry thận trọng tiến tới cô vẫn đứng im ông ta nắm tay cô vào đi thế là carol đánh mạnh đập vào má jerry ca hông đau mà làm ông bất ngờ jerry đã nắm được cô chặn được những cú đánh đạp làm cô nghẹt thở ông ta đập cô một cái thêm lần nữa khiến cô muốn ngất xỉu và đành để ông ta lôi đi đến tiền sảnh jeru xứng người cô lô đứng trước mặt ông ta chĩa khẩu súng săn vào người cô nói với giọng cương quyết thả cô ta ra tex tôi van anh thả ra cất nó đi jeru cầu nhầu. cô cũng điên nốt cô lô chĩa nòng súng vào ngực jeru anh đừng để tôi phải hạ anh cô lô khẩn cầu mắt lóe lên nỗi sợ hãi phải để cô ta đi chúng ta không có quyền giữ cô ta lại đây carol vùng thao ra và chạy như con điên đến hàng rào trắng cô biết cô vừa làm gì không đồ con giả ngu làm chuyện tình cảm đáng lẽ tao không nên tin ở mày ông nhìn theo carol đang chạy bay biến không thể đuổi kịp cô nhhung ông nghĩ ngay đến con chó carol vẫn chạy mãi chung quanh cô cây cối bụi rậm cỏ cao vây cô như trong một mê cung cô chạy mãi càng xa ngôi nhà càng tốt cô tưởng từ đây tới mũi gió biển có xa là bao cô chỉ biết chiếc parker đưa cô đi rất lâu nhưng có tiền thì cô có thể đi xe đò hay xe lửa cô suy tính rằng bọn sullivan chỉ đi trước cô ít phút chúng có xe hơi nhưng chắc chúng không thể nào tìm ngay được steve mà gat nhất định không bỏ steve cô có thể đến mũi gió biển ngay trước khi bọn sullivan tìm ra anh bỗng cô xứng người tim đập mạnh một tiếng chó sủa vọng lên phía sau Cô nhìn quanh cố tìm một cây gậy hay một vật gì đó. Con chó đã trông rõ, thật to lớn, đen ngòm, dáng hung dữ, đuôi dài, mắt lóe sáng. Cô nín thở không biết phải làm gì, như trong một cơn ác mộng. Mặt trời chiếu xuống dọi cái bóng dài của cô như một ngọn giáp lao về phía con vật. Thấy cô, con chó chạy chậm lại, từng bước một, mõm người đất, đuôi căng ra, dáng đe dọa. Carol như không còn thở nữa căng mắt nhìn con chó, như cả thân mình đã thành đá. Con chó lại đi chậm hơn nữa và nhe răng ra, những cái răng to tướng, nhọn hoắt trắng toát. Lông nó dựng đứng lên, nó dừng lại, ngồi xuống, không biết con nên trồm tới không. Carol coi như là dịp may cuối cùng để thoát, cố sức tìm cách cho con chó dừng lại ở đó. Cô bước gần lại, con chó lùi lại phía sau như một khúc phim quay ngược. Trong một phút cả hai nhìn nhau, thế rồi con chó cúp đuôi xuống, thái độ không còn vẻ quyết liệt nữa và bỗng nó quay lại phóng mình đi. Caron thở phào khóc nấc lên. Jerry đang kéo lê trên đường thì con chó vụt qua. Mặt ông không còn giọt máu, không thể nào bắt Caron lại được nữa rồi. Trong một lúc, ông không còn nghĩ được gì nữa. Nếu chúng tôi về mà không thấy cô ta thì cũng không mong gặp anh nữa. Mắc đã nói như thế. Bọn Sullivan không dọa xuông bao giờ. Jerry từ từ bước qua hàng rào chắn trở vào vườn cô lô ly mặt cứng có nhưng không giấu vẻ sợ hãi liếc nhìn jerry ông ta đi thẳng vào nhà cô cảm thấy từ khi thà carol cô đã tạo ra một khúc quanh cho cuộc đời khốn khổ của cô rồi một lát sau jerry lại hiện ra trong bộ com lê sọc xám đen mang giày bốt mễ mũ phớt trắng cô lô ly nhớ lại chiếc mũ ấy đã hấp dẫn cô ngày ông ta được nhận vào đoàn siếc với khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt tình đã khiến con tim cô hồi hộp jerry nói mà không nhìn cô cô nên thu dọn đồ đạc đi. Phải trốn thôi, rồi ông đi khuất ra nhà kho. Cô Loli vẫn ngồi đấy, nước mắt long lanh. Trên kia đồng hồ đổ 12 tiếng. Chiếc đồng hồ đó ngày trước đặt trong xe kéo Loli đi khắp cùng trời cuối đất. Mọi thứ trong nhà dù ít ỏi nhưng đầy ắp kỷ niệm với cô. Một con bướm to hai màu đến đậu trên lan can gần Loli. Cô nhìn nó chấp chới bay đi trong bầu trời sáng ấm, lặng yên, thơm lành mà nghĩ đến Carol cái đẹp không thể bị nhốt ở một nơi ta có lý ta đã làm đúng rồi lưu lái chiếc xe pho cam nhông đứng trước cửa nhà tắt máy nói với lolly mà mắt không nhìn cô chúng ta có thể chất nhiều đồ đạc vào xe cô giúp tôi lolly dịu dàng nói tôi ở lại đây đây là nhà của tôi tôi biết rồi zelu giận dữ nói nhưng cô làm hỏng hết rồi phải đi thôi cô biết bọn Sullivan mà anh đi một mình lolly trả lời trong khi nghĩ đến con bướm tôi thích ở lại đây dù chỉ một hay hai ngày cũng được tôi thấy sung sướng khi ở đây zeryu nhìn loli hồi lâu rồi nhún vai được rồi tùy cô còn tôi tôi phải đi cô loli ngước mắt nhìn lên bình thản nói tôi đã xử sự đúng đấy tex thật là sai đúng rồi cô làm rất phải zeryu gật đầu vội vã thôi chào vĩnh biệt loli chào anh chúc may mắn tex Cô nhìn ông xếp hành lý lên xe và trèo vào cabin. Zeru bật công tắc và nói, chúng sẽ quay trở về đây khoảng 2 hay ba ngày đấy. Thế cũng đủ với tôi. Carol chỉ còn cách mũi gió biển chưa tới 25 dặm thì dịp may không còn nữa. Lúc này cô buộc phải dùng nhiều phương tiện giao thông để đến với Steve. Trời đã tối, cô thật khó kiếm được người lái xe nào chịu trở đi. Họ có thể cho một người đàn ông đi nhờ nhưng phụ nữ thì không đa số lái xe đều trên đường về nhà nên không nghĩ đến chuyện vui chơi hay chuốc lấy những sự phiền toái. Một hay hai người ngần ngừ, cho xe chạy chậm chậm để xem người đi nhờ có phải là một cô gái đẹp không. Hồng lợi dụng tí chút, nhưng chỗ này đường tối quá nên họ nghĩ người đi nhờ chỉ là một con mụ lang than gờ. Bất chợt ý thức đạo đức cẩn trọng nổi lên trong lòng họ, thế là họ lại phóng vụt đi để mặc cô đứng chơi chơi đó. Carol mệt mỏi quá rồi. Lúc đầu mọi việc đều suôn sẻ, một xe tải cho cô đi nhờ trên xa lộ. người lái xe cư xử đàng hoàng mời cô dùng bữa chưa khá thừa thải với ông ta và huyên thuyên kể đủ mọi thứ chuyện trong cuộc sống tù túng của ông. sau khi để cô xuống ở một ngã tư, ông chỉ đường đi và chúc cô may mắn. không đầy vài phút sau, chiếc xe tải chưa khuất bóng sau luồng khói, một người đi chào hàng lại cho cô đi tiếp. không, ông ta không đến mũi gió biển nhưng có thể cho cô đi campi view. ông tỏ ra tò mò hơn người lái xe tải, hỏi han mọi chuyện. Vì sao cô phải đi nhờ xe? Có phải cô trốn khỏi nhà không? Cô có biết cô rất xinh không? Cô trở về nhà không tốt lành hơn ư? Nhưng Carol nói làng sang chuyện khác khiến ông đành nói về mình. Đến Campy View, ông cho cô 5 đô la. Cô bé, cô sẽ cần đấy. Ông nói và mở cửa xe. Cứ giữ lấy. Tôi kiếm cũng khá. Nếu việc cho cô chút tiền làm tôi vui thì tại sao tôi lại không làm? Để trả tiền ăn bữa tối. Chào cô và chúc may mắn. Trong quán ăn nhỏ ở một đường phố chính, Carol được biết bọn Sullivan vừa qua đây. Chúng cũng dừng xe ở đây trước đó độ 4 tiếng đồng hồ để uống cà phê. Tin này làm cô tăng thêm nghị lực, cô dùng xong bữa và đi xe đỏ đến Kingston, một chặng ngắn trong cuộc hành trình. Ở Kingston, cô phải chờ một tiếng mới có phương tiện đi tiếp. Người ta cho cô biết Kingston cách mũi gió biển 20 dặm nhưng không có xe chạy thẳng đến đó. Xe chỉ tới hồ con gấu qua phà rồi phải chờ một tiếng rưỡi nữa mới có xe thư chở đi. Một thanh niên mặc bộ con, lê xanh, mũ phất xám, chú y lắng nghe câu chuyện và gã cho biết cũng đi đến mũi gió biển và không mong gì hơn là đưa Carol đi cùng. Cô đồng ý và hai người rời Kingston lúc chạng vạng tối. Gã phóng xe rất nhanh, yên lặng không nói lời nào, giết thuốc liên tục. Hắn lái xe một tay, luồn lách qua những xe khác cố vượt mọi xe, phóng như điên qua các giao lộ, hắn làm Caron lo sợ vì thái độ im lặng hơn là sự liều mạng của hắn. Khi xe chạy đến giữa cánh đồng, bất chợt hắn dừng xe bên một bờ cỏ. Hắn quăng điếu thuốc và ôm chặt lấy Caron. Hắn rất khỏe và biết cách cưỡng đoạt. Hắn tới tấp hôn, Caron không mảy may chống cự. Hắn lặng lẽ làm cô mệt đừ, không còn hơi sức đâu để mà kêu nữa. Hắn đã chiếm đoạt được cô, sau đó hắn quẳng cô vào một góc, châm thuốc hút. Caron mở cửa xe, bước ra chuyện choạng trên bãi cỏ không thèm nhìn cô. Hắn rồ máy phóng xe thật nhanh, đốm lửa nhỏ trên điếu thước khít dịt ở môi lấp lóe như một con mắt dọa nạt. Carol hết gặp may rồi. Cô phải mất một thời gian để lấy lại can đảm ra đứng vẫy xe đi nhờ nhưng không một chiếc xe nào dừng lại. Áo rách tả tơi, chiếc tất tụt xuống, nước mắt rừng rừng trong cô thật thảm thương khiến các tay lái xe phải phóng thật nhanh. Cuối cùng, cô đành bỏ ý định vẫy xe đi nhờ và thất thểu bước dù đôi chân đã tê dại. Con đường vắng ngắt và tối, trời đêm trở lạnh cô vẫn tiếp tục đi tâm trí nghĩ tới steve và chắc là bọn sullivan đã tới đích bất chợt có tiếng phanh xe đột ngột và một chiếc xe tải nhỏ dầu sao trong đêm tối cô cũng có thể nhận ra hình dáng của nó dừng lại trước mặt carol trong khi người lái bấm đèn chiếu về phía cô carol quá mệt mỏi quá hoảng hốt cho nên không chú ý đến tiếng kêu ngạc nhiên của người lái xe nào cô bé hắn nói mời cô lên cô nhận lời không băn khoăn về chuyện gì sẽ đến trên đường đi tới mũi gió biển người lái bước ra khỏi ghế ngồi tiến lại gần cô hắn mặc chiếc vét trắng hôm nay tôi gặp may hắn nhếch mép cười lộ vẻ mừng rỡ và khôn khéo chộp tay cô cô không còn hơi sức gỡ ra nhưng hắn không làm cô đau hắn lôi cô ra phía sau xe ở trong xe có một bà cũng giờ điên giờ dại đấy nhưng bà ta bị trói rồi các bà đừng có mà đánh nhau carol không nhận ra được hắn chẳng phải ai khác chính là Sam Galander bệnh viện tâm thần Glenview. Hắn từ Kingston trở về chở một bệnh nhân. Carol ngỡ hắn say nên la lên. Cô đừng hoảng hốt, hắn lịch sự nói rồi mở cửa đẩy cô vào trong xe. Đèn chiếu mờ mờ. HND gióng sập cửa lại, leo lên ghế và cho xe chạy. Carol ngồi ngay ngắn lại và bất chợt cô cứng người vì hoảng sợ. Trên một chiếc băng ca trong xe, có một phụ nữ, một bà mặt mũi xấu xí, mớ tóc dài đen vắt trên vai. Bà ta bị giữ chặt bởi một chiếc áo bó cứng không cho cựa quậy, hai cổ chân bị buộc chặt vào hai thành băng ca. Đôi mắt nhỏ bé của bà nhìn Caron với dáng điên loạn. Chương 5. Bầu không khí lo âu đè nặng lên mũi gió biển như một lớp bụi mỏng. Khi đi vào đường phố chính, bọn Sullivan đã cảm thấy ngay. Tuy nhiên, không có gì khác thường rõ rệt. Bóng đêm bao trùm lấy mũi gió biển, trừ ở mấy quán bar, quán cà phê đêm và hiệu tạp hóa. Nhưng cảm giác khích động vẫn có vẫn cảm thấy, toát ra từ những khu nhà tối đen, treo lơ lửng trong màn đêm giá lạnh. Bọn Sullivan cảm thấy hoang mang nhưng không nói cho nhau biết, sợ bị chê là nhát gan. 24 giờ qua chúng chưa được ngủ và chúng mơ ước giá như được chợp mắt một chút thì hay quá. Frank lái chiếc xe buýt quay lại đường phố lớn, nơi góc đường có khách sạn và nhà tù. Gã cho xe chạy chậm khi nhìn thấy đám người tụ tập trước nhà tù. Bất giác mắc cho tay vào cỏ súng, ánh mắt cảnh giác nhưng đám đông thở ơ nhìn chúng rồi quay ngay đầu lại. Có chuyện gì xảy ra đấy? Frank buột miệng hỏi. Không liên quan đến mình. Mắc gạt đi, chắc phía sau khách sạn có gara. Cất xe thôi. Chúng gửi xe ở gara và quay lại khách sạn. Chúng cẩn thận nép mình trong bóng tối nhưng đám đông đang quá bận rộn theo dõi nhà tù nên không quan tâm đến chúng. Nhân viên khách sạn ở phòng giao tiếp là một người nhỏ thó ốm yếu. Môi trên có một hàng ria đen nhánh như lớp bồ hóng. Ông ta đưa bút và đẩy quyển sổ ghi danh về phía mắt. Một buồng hai giường hay hai buồng một giường. Buồng hai giường, mắt nói và ký tên. Frank cầm lấy bút đọc thấy tên bịa của mắt trên quyển sổ và đến lượt mình cũng ghi một tên bịa đặt vào đấy. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng mai, mang cho cà phê, bánh mì nóng và báo. Nhân viên ghi lại rồi bấm chuông. Gã phục vụ là một tay nhỏ thó, vẻ mặt cằn cỗi, mắt sụp xuống y mang chiếc vali bằng da beo của bọn sullivan và dẫn chúng đến một thang máy cổ lỗ sĩ trong khi thang máy chậm chạp đi lên có tiếng búa đập chan chát trong bầu không khí yên lặng của khách sạn người ta đang dựng cột đấy người phục vụ nói đôi mắt đục sáng lên trong giây lát cái gì frank hỏi mặc dù gã biết rõ giá treo cổ người phục vụ nói và cho thang máy dừng lai mở cửa cabin ra các ông không biết gì à Bọn Sullivan nhìn y không đáp và bước ra lối hành lang. Người phục vụ mở cửa và bật đèn. Đó là một căn buồng vừa tầm cho một khách sạn thuộc loại này. Đồ đạc bày theo lối hà tiện hết sức hơn là để mong có tiện nghi. Người ta khó mà ở đây được. Treo cổ ai? Frank lặp lại và khép cửa. Người phục vụ chùi tay vào đúng quần dáng như một kẻ đem tin vui đến, kẻ sát nhân ở từng View. Các ông không đọc báo à? Trong cùng một tối hắn đã thịt ba con bé rồi tự nộp mình cho cảnh sát. Ra đi. Mắc nói mà không nhìn y. Nhưng thưa ông, chuyện tôi nói. Cút đi. Mắc nhắc lại. Y vâng lời và khi ra đến cửa lại ngần ngừ quay mặt về phía bọn chúng. Chúng chăm chú nhìn y, vẻ mặt bất động, yên lặng. Ở con người chúng có cái gì làm y sợ? Hơi giống như khi người ta bị lạc đường trong bóng tối và bất chợt nhận ra mình đang ở trong một nghĩa địa. Khi y đi rồi, Mắc cầm lấy vali quẳng lên giường. Frank đứng im lìm giữa phòng. Tiếng gõ chan chát của chiếc búa vẫn thu hút tâm trí gã. Bất chợt gã nói, bị treo cổ thì cảm giác ra sao nhỉ? Ta không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Mắc nói nhưng trong khoảnh khắc gã chợt ngừng tay tháo hành lý. Trong khi bị nhốt mà nghe tiếng búa biết họ chuẩn bị cho mình. Những tiếng búa vọng tới xà lim mà không thể làm gì được. Frank khẽ nói. Y như một con thú trong chuồng. Mắc không nói lời nào. Hắn cởi quần áo điều đó sẽ không đến với ta. Frank tiếp và những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt béo phì và xanh xao của gã. Ngủ đi, mắc nói. Chúng yên lặng một lát, rồi tiếng móc vang lên trong bóng tối, tìm ma gát ở đâu nhỉ? Nhưng việc này không phức tạp lắm. Điều khó khăn là tìm thấy nơi hắn giấu la son. Không biết la đã khai báo gì chưa? Frank không nói gì gã vẫn lắng nghe tiếng búa và hỏi. Mày nghĩ họ còn tiếp tục công việc này trong bao lâu nữa? Vốn rất tinh tế, Mắc nhận thấy giọng Frank hơi run run cho tới khi cái cột đứng vững. "Thôi ngủ đi." Nhưng Frank không sao ngủ được. Tiếng búa làm gã đau đầu, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của Mắc cũng làm gã khó chịu. Frank cáu kỉnh nghĩ, làm sao mà ngủ được trong một đêm như thế này? Gã giận dữ vì thần kinh không cứng rắn bằng của Mắc. Gã sợ. Cuối cùng tiếng búa im bặt nhưng Frank không sao nhắm mắt được. Bất chợt có tiếng ầm ầm dựng gã dậy và gã vội vã bật đèn. "Chuyện gì đấy?" gã mất tinh thần kêu lên. Từ trạng thái ngủ mắc chuyển sang trạng thái thức cũng nhanh như ánh đèn điện. Bình thản trả lời, họ thử chiếc cửa sập đấy. Ta không nghĩ ra, Frank nói và tắt đèn. Nhưng sau đó không gã nào ngủ được. Frank nghĩ tới kẻ bị kết án và gã nhớ lời y trong quá khứ khuôn mặt của những người đàn ông. Đàn bà mà gã đã giết, xuất hiện trong bóng tối bao quanh gã, vây chặt lấy gã. Mắc cũng không ngủ, nằm nghĩ về Frank. Ít lâu nay, gã dò xét thằng bạn, tất nhiên gã không để lộ vẻ gì. Mắc nghi ngờ Frank mất bình tĩnh. Gã tự hỏi Frank có thể còn cộng tác với gã trong bao lâu nữa. Ý nghĩ này làm gã lo ngại. Gã biết Frank từ lâu. Cả hai cùng biểu diễn tiết mục quăng dao mà chúng luyện tập từ hồi còn đi học. Nhưng đến gần sáng thì cả hai đều ngủ mê mệt cho tới 8 giờ rưỡi mới thức dậy khi một phụ nữ hầu phòng mang cà phê và bánh mì. Mắc ngồi trên giường rót cà phê và đưa một ly cho Frank. Chắc vài phút nữa họ sẽ dẫn kẻ tử tù ra. Frank nói, biểu lộ mối lo nghĩ vẫn ám ảnh gã. Bánh nguội quá, chẳng ra sao cả. Mắc cầu nhau đi vào buồng tắm. Khi gã cạo râu xong thì chiếc cửa sập rớt xuống. Tiếng đổ ẩm không làm gã bận tâm. Gã tiếp tục lau xê hủi bộ dao cạo. Gương mặt xanh xao vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như mọi ngày. Sau khi chiếc cửa sập hoạt động một lát, tiếng reo hò vọng lên từ dưới đường truyền qua cửa sổ. Gã nhìn thấy một đám đông chen chúc nhau trước cửa nhà tù, thật là một đám kiên kiên, gã nghĩ và cảm thấy một sự căm ghét lạ lùng với đám đông, về tính tò mò tệ hại của họ. Gã nhổ nước miếng qua cửa sổ. Khi gã quay vào phòng, Frank vẫn yên lặng, vẫn nằm trên giường. Chiếc gối ướt đẫm mồ hôi nhỏ giọt từ khuôn mặt và nước da nhấp nhúa bóng lên dưới ánh mặt trời. Hai người không nói gì với nhau. Mắc nhận thấy Frank không động đến bữa ăn sáng. Khi Mắc mặc quần áo, chúng nghe thấy bước chân của đám đông tản đi xa dần. Frank chăm chú nhìn lên trần, hai tay vểnh lên nghe tiếng động của đám đông và mồ hôi vẫn rơi xuống ghế. Tử ngưỡng cửa mắc nói, "Chốc nữa tao quay lại, mày cứ ở đây chờ tao. Có tin gì không?" Magas đẩy cửa, bước vào hỏi. Camp ngẩng đầu lên, "Tôi vừa ở chỗ sư tử về, nước da ông ta bình thường hồng hào, lúc này có vẻ hơi xanh sao. Năm nay mới có buổi hành hình và cảnh này làm ông xúc động." Ông nhăn mặt nói tiếp, tôi được báo cáo cho biết chiếc barker đã đi qua Kingston trưa hôm qua về hướng camp View nhưng sau đó không biết thêm gì nữa. Cũng không một dấu vết nào của con nhỏ. Ông cảnh sát trưởng Glenview đã được thông báo. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ biết ngay. Margaret ngồi lên mép bàn, không biết chúng có bắt cóc cô gái không. An à nói với giọng lo âu. V.I.E.C. Chúng rời khỏi vùng này tôi thấy có vẻ kỳ lạ thế nào ấy. Tôi cá rằng chúng muốn khử la son đấy. Tất nhiên là nếu tóm được Carol, chúng phải giấu cô ở một chỗ nào ta không ngờ tới. Sau đó chúng quay lại lo nốt chuyện La Son. Có nên lùng sục khắp mọi nơi quanh Camp View không? Chúng tôi đang lo việc ấy. Camp đáp tất cả những con đường đi tới mũi gió biển đều được canh gác. Đặc điểm chiếc Parker đã được thông báo phòng khi chúng lén lút quay về. Hoàn hồ, ma gát tán thành. Chúng ta không thể làm gì hơn được. Tôi sẽ đến nhà cô Blandit xem ở đó có ổn không tôi vừa gặp bác sĩ cho biết La Son chỉ có một phần mười hy vọng thoát chết nhưng cần phải tỉnh dưỡng ít lâu. Tôi đã cử anh thanh niên Riley đến trang trại cậu ta để trông nom lũ trồn rồi. Hartman vừa mới đến gặp tôi, Cam lo lắng nói. Việc đó làm tôi nhớ lại tôi đã báo với ông là chúng tôi khởi sự tiến hành điều tra về hoạt động của Hartman. Chúng tôi vừa nhận được một bản báo cáo, lão đã mua chứng phiếu, bị lỗ lớn nhưng vẫn còn gượng dậy. Tuy nhiên lão cứ suy sụp dần, không một ai biết lão rút tiền từ đâu ra. Nhưng tôi, tôi biết mà. Nếu đến tuần sau người ta không bắt được con nhỏ Caron thì sẽ là một việc rất hay. Lúc đó cô ta sẽ được quyền sử dụng số tiền thừa kế và ta cần phải tiến hành điều tra tỉ mỉ về hát mừng hơn nữa. Tôi nghĩ là sẽ phát hiện ra những điều đủ để đưa ngay hắn ra tòa. Nhà báo các anh đều thế cả. Các anh là những người đa nghi nhất thế gian. Cam vừa nói vừa sờ bộ ria mép. Nhưng dù sao con nhỏ rất nguy hiểm, cần phải tìm ra cô ta thật nhanh. Nguy hiểm. Tôi không tin. Mà gác bác đi. Theo tôi, cô ta thật bình thường khi nói chuyện với tôi. Bác sĩ Chevers đã giải thích cho tôi về trường hợp cô ta. Cô ta có hai tính cách trong cùng một con người. Trong một thời gian dài, cô ta cư xử như một con người bình thường. Thế rồi một cơn đau xuất hiện. Cô ta trở nên rất nguy hiểm. Tôi khó lòng mà tin được. Mà gát bướng bỉnh nói. Tôi đã nói chuyện với cô ta. Còn ông thì chưa. Anh nhún vai rồi đứng lên. Tôi đi đây. Nếu ông nhận thêm được tin gì thì gọi điện về nhà cô Blandis cho tôi biết. Cả buổi sáng nay tôi ở đấy. Khi anh chạy nhanh xuống bậc cấp thì Jackson, chủ một xưởng gara lớn bên nhà muốn gặp anh. Mắc đang ở thềm khách sạn nghe thấy Jackson gọi Magath. Gã vội đứng nấp một cách tự nhiên sau cây COT. Hàng hiên. Gã thấy Magath trao đổi vài lời với Jackson rồi bước lên chiếc Cadillac cũ kỹ mở máy. Jackson đi về phía khách sạn. Mắc bước xuống các bậc cấp để gặp ông ta. Ông đó là nhà báo Magat phải không? Mắc hỏi khi Jetson đi tới gã. Chính ông ta đấy, ông này nói và định tiếp tục đi. Thật may cho tôi, Mắc reo lên, tôi đang cần ông đấy. Tôi mới tới đây lần đầu. Ông biết ông ta đang đi đâu không? Chắc ông ta đến nhà cô Blandit. Nếu cần ông cứ gọi điện về đấy. Cảm ơn ông. Mắc nói, cảm ơn nhiều. Jetson nhìn gã bước vào khách sạn, leo nhanh lên thang lầu. Ông đẩy chiếc mũ ra sau gáy gái chán và băn khoăn tự hỏi, gã này là ai nhỉ? Trong lúc bọn Sullivan ngủ vùi, Sam Garland lái chiếc xe cứu thương phóng nhanh về hướng mũi gió biển. Hắn cảm thấy mình thật quan trọng. Khi ánh đèn bấm chiếu thẳng vào người Carol và nhận ra mớ tóc hung đỏ hắn vụt phanh xe lại. Trong vùng không thể có hai cô gái có mái tóc giống nhau như vậy. Chắc là Carol Blandit. Và khi chiếu đèn bấm vào người cô thì hắn nhận ra ngay. Và bây giờ cô ta đang bị nhốt trong xe hắn vẫn chưa dám tin là vậy may đã đến. 5,000 đô la giải thưởng vẫn luôn luôn còn đó. Số tiền này sẽ vào tay hắn. Và 5.000 đô la quả là món tiền lớn. Sam nghĩ nên trói Carol vào giường có hơn không? Mấy con mẹ điên thì làm gì mà chẳng được. Galan đã làm y tá qua nhiều năm hắn thấy mệt mỏi nên xin lái xe cho bác sĩ Tevers và lái chiếc xe cứu thương này. Hắn đã quen với những người điên nổi giận, vẫn không làm hắn ngán hắn ngần ngừ định đỗ xe lại để chói Carol. Nhưng thấy trong xe vẫn yên lặng, hắn quyết định phóng thật nhanh về Glenview. Chà, Joe mà thấy thì chắc nó phải ngỡ người ra. Nhưng Galan không hay biết gì về những lời thì thầm bên trong chiếc xe. Người điên đi cùng Carol tên là Hattie Summers, bà ta ở trong viện tế bần nhiều năm. Lúc đầu người điên tỏ ra vô hại, nhưng sau một thời gian bà có những biểu hiện giết người nên người ta buộc phải có những biện pháp đề phòng cần thiết bằng cách chuyển bà từ bệnh viện tâm thần Kingston đến bệnh viện tâm thần Glenview, nơi có khả năng chữa những trường hợp khó khăn. Ngay khi Carol nhận thấy Hattie Summers, cô hiểu mình đã bị nhốt chung với một người điên và cô dùng mình khiếp sợ. Như vậy là hắn tóm được cô rồi. Hattie thì thầm và cười. Hắn nhặt được cô ở dọc đường phải không? Hắn nhận ra cô ngay lập tức. Giỏi thật. Carol co quắp người, tránh càng xa càng tốt đôi mắt long lanh như muốn soi suốt người cô. Một lần nữa cô lại có cảm giác như đang sống trong cơn ác mộng. Hattie nói tiếp, hắn đang đưa cô đến Glenview để nhốt cô lại. Tôi đã nghe hắn nói về Glenview. Chính tôi cũng đến đấy vì những cô y tá ở Kingston đều sợ tôi. Bà ngẩng đầu lên nói thêm. Và họ có lờ y do để sợ tôi. Bà lại cười và tiếp, ở Glenview thật hay. Nhưng tôi không thích bị nhốt nữa. Tôi muốn tự do, muốn làm gì thì làm. Len View, cái tên đó vọng lên mơ hồ, gợi lên trong ký ức của cô hình ảnh một căn buồng tường quét vôi xanh. Một cô y tá nhìn cô với vẻ hung dữ mà không nói một lời. Cô nói thật to, tôi cần phải ra thôi. Tôi cần phải ra trước khi xe đến. Cô chạy ra cửa xe cố mở nhưng những ngón tay trượt trên mặt nhẵn. Hắn không cho cô chuồn đâu. Hattie nói và vặn vẹo người. Cô cũng là thứ điên như tôi. Cô không thể làm gì được. Carol quay phát lại dựa lưng vào cánh cửa kêu lên, tôi không phải là người điên. Có mà, có mà. Tôi, tôi biết rõ mà. Cô thuộc loại tinh quái. Cô có thể bịp một số người nhưng đối với tôi thì không. Tôi không phải là người điên. Carol lặp lại và đưa hai bàn tay bưng lấy mặt. Có mà, có mà. Hattie thì thầm. Cô muốn xem mình thế nào thì tùy nhưng cô vẫn cứ là kẻ điên như tôi. Tôi không bao giờ nhầm đâu. Tôi không điên. Carol lặp lại lần nữa nhưng tim cô thắt lại như có bàn tay lạnh giá bóp mạnh. Cô tự hỏi, mình có điên thật không? Có phải vì thế mà có sự việc kỳ lạ lâu nay đến với mình không? Những chuyện đó có phải là do một tâm trí bệnh hoạn nghĩ ra không? Có phải vì vậy mà mình không thể nhớ ra tên mình không? Có phải vì thế mà đôi khi trong đầu mình có tiếng động kỳ lạ làm biến đổi hình dáng mọi chuyện như trong một cuốn phim quay chập choạng không? Cô cũng không biết mình ra sao nữa. Hattie reo lên và chăm chú dò xét cô. Đừng thất vọng, Tôi không muốn làm cho cô khổ sở. Ồ, bà đừng nói nữa. Carol la lên và hai tay bắt đầu đập vào cửa xe. Xuyệt, con bé ngu ngốc. Hattie nói, cách đó không có kết quả gì hết. Hắn chỉ mở cửa cho cô ra khi xe đến Glenview và khi đó thì quá muộn. Cô có muốn trốn không? Tôi cần phải trốn. Cả hai chúng ta có thể làm được. Hắn tinh danh nhưng lại tự tin quá. Nhưng trước hết cô cởi trói cho tôi. Cái áo bó chặt người này đã. Ồ không. Carol run rẩy lùi lại. Cô sợ tôi à? Bà ta vừa cười vừa hỏi. Chúng ta cùng một cảnh ngộ. Không làm hại nhau đâu. Nào, làm đi đừng sợ. Carol dùng mình tôi xin bà. Bà đừng nói với tôi như vậy. Tôi không điên. Thật là độc ác nếu bảo tôi điên. Cô đừng cáu. Nếu cô muốn trốn, cô tháo cho tôi cái áo này và phải khẩn trương lên. Lúc này chúng ta không còn ở xa nhà thương nữa. Một khi chúng nhốt được cô trong bốn bức tường thì không bao giờ cô thoát được đâu. Carol bước lại gần cúi xuống nhìn bà thế. Nếu tôi cởi áo cho bà thì làm sao tôi trốn chạy được? Cô hỏi và cảm thấy lo ngại trước ánh mắt thâm độc của Hattie. Thái cáo áo này đi, Hattie thì thầm và sau đó cô la lên, đập vào thành xe. Hắn phải đến xem có sự gì xảy ra. Và trong lúc hắn bận bịu với cô thì tôi sẽ nhào lên người hắn. Hai chúng ta hợp lại thì có thể thoát. Sam Galan còn cách mũi gió biển một dặm thì tiếng đập phá nổi lên. Hắn cau mảnh ngập ngừng một lát rồi dừng xe lại. Hắn không muốn cho Carol say sát. Hắn muốn giao cô cho bác sĩ Tevers trong tình trạng tốt nhất để người ta không làm khó dễ hắn trong việc lãnh lương 5,000 đô la. Hắn nhảy bổ ra khỏi xe vừa lẩm bẩm chửi thề vừa chạy tới mở cửa nhìn vào trong xe lơ mở ánh đường. Carol xô người vào thành xe phía trong và những tiếng la của cô vang lên trong khoảng không chật hẹp. Galan liếc nhìn Hattie Summers dưới chiếc chăn. Bà ta nhìn trộm hắn và mỉm cười thích thú. Nhưng ngoài chuyện đó ra bà có vẻ yên lặng. Hắn trèo lên xe mở toang cửa mà không khép lại. Nắm lấy cổ tay Carol vặn chéo ra sau. Yên nào. Hắn nói, ngủ đi. Cô bé. Cô khích động quá đấy. Mặc dù chống cự quyết liệt nhưng cô cảm thấy khiếp sợ vì không có gì tự vệ đối với đôi tay của Galan và hắn nhanh chóng kéo cô lại gần chiếc giường đối diện với giường của Hattie. Buông tôi ra, Carol hồn hển nói, đừng có sờ vào người tôi. Được rồi, bé con. Galan nói giọng dỗ dành. Cô nổi giận cũng vô ích thôi. Nằm xuống đi, tôi sẽ thu xếp cho cô nằm thoải mái. Bàn tay to lớn của hắn tóm gọn hai cổ tay Carol và cúi xuống đặt tay kia choàng qua dưới đầu gối bế thốc cô lên giường. Đúng lúc đó Hattie tung chăn vùng dậy. Không buông cổ tay Carol, hắn quay người về phía Hattie. Nào, bà, hãy tỏ ra biết điều nào, bà ở đây đi. Hắn dịu dàng nói, hắn không lo ngại nhưng hắn biết cần phải khẩn trương mới hy vọng giải quyết xong hai con mụ điên này. bà nằm nghỉ trên giường đi. hắn ra lệnh và khi buông cổ tay carol ra, hắn nhảy vội đến cửa xe. trong xe chật hẹp khiến hắn không thể xoay sở dễ dàng. hơn nữa hattie đã đứng lên rồi. bà giữ chặt tay hắn, xoay người hắn lại, cười mũi vào mặt hắn và nhào lên cổ hắn. carol vội vã nhảy chồm ra khỏi giường. Cô đẩy Galan ra để tới cửa nhưng bị hắn đẩy lại và vừa chửi thề vừa cố thoát khỏi tay Hattie. Đúng lúc đó, Carol nắm tay hắn đánh đu lên người trong khi Hattie nhào vào lần nữa, đôi mắt long lên. Hắn lảo đảo, hai vai chạm vào thành giường. Hắn hụt chân ngã trong khi Hattie reo lên đắc thắng lại nhào vào bóc cổ hắn. Galan không mất bình tĩnh đầu hắn rụt lại, gáy cứng ra. Hắn nện Hattie ác liệt, đẩy bà lùi ra và hắn lanh lẹ nhảy tới cửa thoát ra ngoài. Carol nhảy theo hắn và bắt đầu chạy. Cô mới chạy được mười bước thì một bàn tay nắm lấy cổ chân khiến cô ngã bổ xuống đất. Đến lượt Hattie cũng thoát ra khỏi xe trong khi Galan nhỏm dậy. Bà nhảy lên, hai bàn chân đạp vào ngực hắn. Galan ngã lăn chiêng ra đất. Hắn không cần quan tâm đến việc Hattie chạy thoát nhưng con nhỏ Blandit không thể thoát như vậy được. Nếu hắn còn có thể ngăn cản. Dưới con mắt hắn, cô là biểu hiện cho số tiền 5,000 đô la và số tiền này gần như đã cầm chắc trong tay. Hắn tự nhủ nếu buông tha Hattie để bà ta chạy thoát, hắn chỉ còn lo đối phó với Carol mà thôi. Nhưng đó chính là sự sai lầm của hắn. Hattie thù ghét hắn ghê gớm. Khi hắn đẩy lùi bà ta lần nữa và đuổi theo Carol, Hattie dừng lại một lát, tay bà mò mẫm trong đám cỏ ở vệ đường để tìm một hòn đá lớn. Phải mất một lát bà mới tìm thấy một hòn đá lửa to nặng. Lúc ấy Galan đã bắt được Carol, lôi cô về xe. Carol la lên như người bị ma ám nhưng không thể chống lại được với sức lực đàn ông. Khi hắn dừng chân đạp cánh cửa cho mở ra thì cô tuyệt vọng không muốn chống cự nữa. Hattie chở cho Galan nâng Carol lên. Lúc đó bà mới nhón gót chân nhẹ nhàng đến sau lưng và tận lực choang hòn đá vào đầu hắn. Buổi trưa, ánh nắng chói trang tràn ngập đồn điền trồng cam và tòa nhà màu trắng xây trên đỉnh đồi. George Stam viên phụ tá cảnh sát trưởng ngồi ở sân trước, mũ hất sau gáy, điếu thuốc trên môi. Hắn tự nhủ, đây mới thật là cu ốc. Sống, canh phòng ở một nơi như thế này, với một nữ chủ nhân thật xinh đẹp và thật hiếu khách như Veda Blandit. Giáp, là một niềm vui thật sự. Lạ còn hơn thế nữa, không có gì phải làm, ngoài việc ngồi ở một góc, khẩu súng trong tay và tắm nắng. Một cuộc sống thật an nhàn, đế vương. Stam luôn mơ ước được sống như vậy. Stam phụ trách việc canh gác để phòng sự xâm nhập có thể xảy ra của bọn Sullivan, nhưng hắn biết chắc không làm gì có bọn Sullivan cả. Tuy nhiên, Cam vẫn tin là có bọn chúng nên buộc hắn Stam phải ngồi dưới ánh nắng để quan sát một vùng xung quanh. Thế thì cũng được thôi. Hắn hy vọng Cam cứ tiếp tục tin vào huyền thoại anh em nhà Sullivan và như vậy Stam có thể ở đây cho đến hết mùa hè. Ai có thể tin được một gã chơ chẽn như gát lại lao vào chuyện ba lát như vậy? Stam duỗi dài đôi chân và lắc đầu. Điều đó chứng tỏ những kẻ quá danh ma nhiều khi cũng có thể bị nhầm. Stam không an nhàn nằm dưới ánh nắng như vậy nếu hắn nhìn thấy bọn Sullivan. Khuất dưới đám cỏ cao cách Stam ít ra là 200 mét. Bọn Sullivan có mặt ở đây đã hơn nửa giờ rồi. Gương mặt, xanh sao, căng thẳng, theo dõi mọi hoạt động xung quanh ngôi nhà lớn này. Tào chắc La Son lần trốn trong nhà này, Mắc nói. Nếu không tại sao ngôi nhà lại phải canh gác? mày định làm gì? Frank lo ngại hỏi. Ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến hắn thấy khát. Cứ ở đây, Mark nói. Tao cần biết chúng có bao nhiêu người. Trong ngôi nhà mát mẻ, Margaret mơ màng trên đi văng, tay cầm ly rượu. Anh vừa ở chỗ đóng gói trái cây về. Veda mỉm cười bước vào. À, anh đến rồi à? Em tưởng trưa nay không được gặp anh. Anh có đủ những thứ cần thiết chưa? Rót thêm cho anh ít nữa. Margaret nói và đưa chiếc ly cho cô anh đến xem người bệnh ra sao. Cô y tá cho biết đêm qua anh ta ngủ yên. Anh ta sẽ khá thôi. Veda đáp và rót thêm whisky vào ly rồi đưa cho anh. Vẫn không có tin gì của cô bé Blandit gà. Không, cả bọn Sullivan nữa. Stam không tin là bọn Sullivan có thật. Cô vừa nói, vừa đến ngồi bên cạnh Margaret. Hắn không bao giờ tin cái gì cả. Nhưng hắn sẽ đổi ý ngay nếu bọn chúng mò tới đây. Anh mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra tiếng chuông điện thoại bên Magat reo nhẹ nhẹ, cô hầu phòng đã nối liên lạc. Cam gọi Magat lắng nghe giọng nói to và trầm, anh gật đầu lia lịa, "Ok, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn sếp." Rồi anh cúp máy. "Chuyện gì thế?" Veda hỏi. "Anh luôn luôn đi vào lúc một mình anh ở bên em, lại thêm một phụ nữ điên chạy thoát." Magat nhăn mặt nói, ở Kingston không đủ khả năng chữa trị nên bà ta được chuyển về Glenview chiều tối qua nhưng đã trốn thoát sau khi giết người hộ tống. Người ta đang lùng bắt. Ông cảnh sát trưởng anh quan tâm tới vụ này. Anh đâu muốn đi nhưng phải chiều lòng ông ta thôi. Anh đứng lên và nói tiếp, chiều nay anh sẽ quay lại nếu không có gì xảy ra. Em hài lòng chứ? Chắc thế, cô nói và ôm ngang người anh kéo ra tới sân trước. Mà gáp hỏi Stam, ông thấy thích chứ? Stam mở mắt gật đầu, còn phải nói, ở đây tốt lắm. Này, đừng có mà ngủ nhé. Ông đến đây để canh chừng bọn Sullivan đấy. Dĩ nhiên rồi, Stam cố nặn ra nụ cười, tôi vẫn canh chừng chúng đấy. Khi Magath leo lên xe, Veda hỏi, anh tin chúng sẽ đến à? Anh không biết, nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng. Anh cho là chúng đã rời khỏi vùng này rồi. Tạm biệt em yêu. Hẹn chiều gặp lại nhé. Bọn Sullivan thấy anh phón xe đi. Qua ống nhòm, Frank nhìn Veda và reo lên trông ngon mắt quá. Chẳng cần phải dọn nhà đến đây mới đè được cô ta ra. Mắc cầm chai nước chanh lên bật nắp rồi tu ừng ực. Thôi đi. Gã nói và đưa chai nước còn lại cho Frank. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bọn đàn bà thôi. Thế thì phải nghĩ chuyện gì? Frank ủ ê nói, mày có định thịt thằng cha đó không? Mắc bình thản nói, nếu tìm thấy nó ở đây, cần phải giết nó trừ phi mày muốn mọc rêu trong xà lim và nghe bọn chúng dựng giá treo cổ cho mày dùng. Mặt mày Frank nhăn nhó, gã nói với giọng khàn khàn, sau vụ này tốt nhất là mình nên nghỉ tay thôi. Cho đến bây giờ mình luôn luôn gặp may. Mình đã có khá nhiều tiền rồi. Nên buông thì hơn. Mắc cười mìm một mình. Trong thời gian gần đây, gã chờ đợi Frank nói lên lời đó. Gã nói, tao chưa muốn về hưu. Yên lặng một lát, một lát thật lâu. Mắc bình tĩnh nói, chính tao là người chỉ đạo mọi chuyện làm ăn. Chính tao là người khởi sự thì cũng chính tao là người quyết định thời điểm nào thì nên dừng. Frank không dám cái. Gã cúi mặt xuống nhìn Stam đang nằm thoải mái trên chiếc giường xếp. Mắc nói thêm, và thời điểm đó chưa đến đâu. Mà gát huyết sáo nho nhỏ trong khi lái xe phóng nhanh trên con đường dẫn xuống mũi gió biển. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh. Nếu anh nhận làm quản lý đồn điền trồng cam của Veda, anh có thể ở nhà cô, thường xuyên ở bên cô mà vẫn giữ được tự do. Anh không biết gì về việc sản xuất nhưng điều này không làm anh lo ngại. Veda biết quá dành về chuyện này và có thể phụ trách việc đó. Còn anh, anh sẽ cưỡi một con ngựa thật đẹp chạy khắp đồn điền động viên khích lệ công nhân. Anh tự hỏi Veda có tiếp nhận ý kiến hay ho này không và chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nếu anh tìm thấy cô bé Blandit và thành công trong việc cô để anh quản lý quyền sở hữu số tiền của cô, anh sẽ giao kế hoạch dự định trên cho Veda. Nhưng trước hết phải tìm cho ra cô bé Blandit đã. Cô đã được tự do 9 ngày rồi chỉ còn năm ngày nữa là có quyền đòi hỏi cả tự do lẫn tiền tài một ma gát mỉm cười nghĩ tới hát mừng chắc giờ này lão đang mắm môi mắm lợi bực tức bất chợt anh phanh gấp dừng xe ngay trước miệng hố anh đứng xứng như không tin vào mắt mình nữa anh reo lên một tiếng rồi mở cửa xe chạy đến trước mặt carol đang chuẩn choạng lê bước về phía anh đầu tóc rối bù gương mặt mệt mỏi áo rách tả tơi mà gát ôm lấy cô sắp sửa ngất anh nói và đỡ cô lên tốt rồi cô bé đừng nói gì nữa. Bây giờ cô thoát rồi. Bình tĩnh lại đi. Cô thì thầm, Steve. Steve, anh ấy ở đâu? Sức khỏe ra sao? Xin ông cho tôi biết. gát dìu cô vào xe và nói anh ấy đã khá rồi. Tuy vẫn còn phải chăm sóc nhưng thoát cơn nguy rồi. Tôi già sáu ngã nở cô đến gặp anh ấy ngay. Carol tấm tức khóc đầu tựa vào đệm ghế. Tôi không hy vọng được gặp anh ấy. Thật khủng khiếp biết bao. Tôi nghĩ là không thể tìm thấy anh ấy nữa gác quay xe lại phóng hết tốc lực về Gas Hill. Vào lúc một giờ trưa, Hattie Summers vừa bước ra khỏi quán rượu ở giáp dưới mũi gió biển thì bị bắt. Bà khoái uống rượu dung nguyên chất và đã uống thỏa thích với số tiền tìm thấy ở người Sam Garden. Bà còn cố tỏ ra dễ thương và vô hại khi mọi người vây quanh. Bà chỉ cho họ xem hòn đá dính đầy máu đã nện nát đầu gã lái xe khốn khổ và vui sướng khi thấy hòn đá đã gây sự chú ý đối với mọi người. Bà đi diễu giữa đám đông đầy kinh hoàng. Bác sĩ Chevers với hai y tá mặc blue trắng chộp lấy bà nhanh chóng và đẩy vào chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, đóng chặt cửa và mặc ngay cho bà chiếc áo bó chặt lấy người. Cảnh sát trưởng, ông Cam lúc này đang kiếm hoài Magat. Ông phàn nàn với một trong những người phụ tá, thằng cha này không bao giờ có mặt khi người ta cần hắn. Tôi muốn hắn chụp cho tôi bức hình trong khi bắt giữ con mụ quái vật này. Thằng cha quỷ quái ở đâu nhỉ? Bác sĩ Chevers hấp tấp bước ra khỏi xe và chạy đến gặp viên cảnh sát trưởng bệnh nhân vừa cho biết Galan đã nhặt được cô Carol Blandis ở cách mũi gió biển vài dặm. Bà ta giết Galan xấu số là để giúp Carol chạy thoát. Camp nhấp nháy đôi mi, bà ta có nhớ mình nói gì không? Thì bà ta tả Carol chính xác mà. Hình như cô gái này tìm cách quay trở lại mũi gió biển. Camp đẩy chiếc mũ cáu bẩn ra sau gáy gái đầu, tôi sẽ lo chuyện này ngay lập tức. Đúng lúc ông ta định đi thì Simon Hartman xích tới trên chiếc Cadillac bóng loáng. Gương mặt sầu lại, Travers nói, ông hát mừng kìa. Ông có biết ông này không? Biết ông ta quá mà. Cam lẩu bầu trong khi hai người nhìn Hartman đi tới. Hartman nói không cần chào hỏi, hình như người ta bắt lại được một phụ nữ điên. Có phải Carol không? Ông bác sĩ trả lời, không, thưa ông Hartman, đó là người bệnh khác của tôi. Hartman nói dít lên khuôn mặt cau có vì tức giận và thất vọng, hình như lĩnh vực chuyên môn của ông là chuyên để lạc bệnh nhân. Đến khi nào thì ông mới tìm lại được cô gái bảo hộ của tôi? Travers nói, chúng tôi vừa được biết cô ta đã quay về mũi gió biển. Ông cảnh sát trưởng đang tổ chức một cụ ốc, tìm kiếm khắp nơi. Hartman khinh bỉ nhìn cam, những vụ truy tìm của ông cho đến nay có vẻ lãng mạn kỳ lạ. Rồi lão đổi đề tài, hỏi, gã tiếp ấy, hắn ở đâu? Cam tỏ vẻ hứng hờ, có lẽ ở bệnh viện Walton View. Ông hỏi làm gì? Theo tôi hiểu qua lời bà Fleming thì Carol yêu say đắm gã này. Có thể cô ta muốn tìm lại gã. Ông có thể cử người chờ ở bệnh viện phòng xa cô ấy đến đó. Cam vút dâu mép nói ở. Ờ, để tôi làm. Vậy thì làm ngay đi. Hát mừng sủa lên. Đáng lẽ phải tìm ra con nhỏ nhiều ngày nay rồi. Cho người của ông bắt tay vào việc đi. Nhất định là trước cuối tuần này phải tìm cho ra. Nếu không tôi sẽ tìm cách để ông không còn dịp phá bĩnh công việc nữa đấy. Lão quay sang Travers, Ông bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói với ông. Cam nhìn theo hai người bỏ mũ nháy mắt với viên phụ tá và trầm ngâm nói, lão ta bắt đầu bị lửa đốt đít rồi. Có lẽ tôi nên báo cho Magat biết thì hơn. Viên phụ tá hỏi, tôi có phải đến bệnh viện Golden View không? Cam lắc đầu, không. Tôi chắc La Son không nằm ở đấy. Ông nói, nháy mắt lần nữa và sẽ bước chân đi về phía văn phòng. gát ngồi trầm ngâm trong phòng khách nhỏ, thấy Veda bước vào. Cô hỏi, cô ta thật tuyệt vời cô ta vừa vào thăm Steve, nhìn anh ấy nằm ngủ với đôi mắt chan chứa tình thương yêu. Khi nào anh ốm, không biết em có nhìn anh với ánh mắt như vậy được không? Mà gác nói anh cũng vậy, và anh mong sẽ không ốm nặng đến nỗi không thể cảm nhận được một niềm yêu thương như thế. Sức khỏe cô ta ra sao? Cô ta đã trải qua nhiều nỗi gian chân nhưng nếu nghỉ ngơi chắc sẽ lại sức thôi. Veda đáp và ngồi lên tay ghế. Anh yêu, cho em uống thứ gì đi. Chuyện này làm em thấy bàng hoàng. Margaret rót một ly martini không pha. Cô ta đang làm gì? Đang tắm. Có nên mời bác sĩ khám cho cô ta không? Có thể bác sĩ sẽ cho cô ta uống thuốc gì đó để an thần. Margaret đưa ly rượu cho Veda và nói, không cần uống thuốc đâu. Không nên để bất cứ một bác sĩ hay y tá quanh quần bên mình cô ta. Họ có thể làm cô ta hoảng hốt và bệnh cũ lại tái phát. Em cũng nghĩ cô ta không có bệnh gì hết. Sau khi nói chuyện với cô, em thấy anh nói đúng cô ta cư xử bình thường cũng như anh hay em thôi. Một cô gái thật khả ái. Mà gác cầu nhau, tốt nhất em nên thường xuyên để ý đến cô ta thì hơn. Nhưng anh cũng đồng ý với em, cô ta không có chút gì nguy hiểm cả. Ánh mắt Veda nhìn Magat qua ly rượu, anh suy nghĩ gì thế? Chắc lại có chuyện gì? Carol cho anh biết bọn Sullivan đã đến mũi gió biển từ tối qua. Làm thế nào chúng lén lút vượt qua các trạm gác của camp được nhỉ? Mọi con đường đi đến thành phố đều được canh gác cẩn mật cơ mà. Về đạm băn khoăn hỏi, liệu chúng có biết Steve ở đây không nhỉ? Có phải đó là điều làm anh bận tâm suy nghĩ không? Đúng đấy. Chính điều đó làm anh lo ngại mặc dù anh vẫn không tin chúng đến tận đây, mà gáp vừa nói vừa rót cho mình thêm ly whisky nữa. Ta không nên đánh giá thấp hai con quả đó. Anh uống một hơi và đặt ly lên bàn. Anh lấy bệnh thần kinh căng thẳng của em rồi đó. Để anh nhắc nhở Stam vài điều nhồi vào đầu hắn và những người gác rằng chuyện này thật quan trọng nên phải căng mắt ra mà canh phòng chuông điện thoại reo chắc gọi anh veda nói mọi người đều biết anh ở đây và anh cá rằng họ xanh xám mặt mày vì ghen tức mà gác cười với veda trước khi nhấc máy ông cảnh sát trưởng nói chuyện với anh tại sao tôi mời mà anh không đến cam nói với giọng trách móc đáng lẽ tôi có được một bức ảnh ngon rồi tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là chụp cái mặt xấu xí của ông có tin gì mới lạ không có tin về con nhỏ Blandit đấy? Hình như cô ta quay trở về thành phố. Camp nói tiếp và ông ta kể lại lời của Hattie Summers nói với bác sĩ Trevers. Lão hát mừng nghĩ cô ta cố đi tìm Steve. Thế ông định làm gì? Chúng tôi vẫn tiếp tục lùng sục khắp vùng này. Tôi báo cho ngân hàng biết phòng khi cô ta tìm đến chỗ anh. Tôi biết phải làm gì rồi. Anh vẫn luôn cần đến người của tôi chứ? Sao lại không? Tôi cần họ cho tới khi Steve có thể ra làm nhân chứng. Oh, ca. Cam nói, vụ này gây khó cho tôi nhưng chẳng có ai quan tâm đến chuyện của lão già này cả. Tôi là người đầu tiên đấy. Magat nói rồi cúp máy. Ông ta còn muốn gì nữa đây ở y. Veda hỏi, không có tin gì xấu chứ? Không, chắc ông ta khoái nghe giọng nói của anh thôi. Magat đứng lên nói, em nên ở cạnh Caron phòng có chuyện gì xảy ra. Anh đến gặp Stam một lát. Từ chỗ núp, bọn Sullivan nhìn thấy Magat đến ngồi bên cạnh viên phụ tá. Mắc tin chắc Steve trốn trong tòa nhà này. Gã biết được cả Steve nằm phòng nào vì nhiều lần thấy cô y tá đi qua lại trước cửa sổ ở lầu 1. Mặc dù dò xét gắt gao, chúng vẫn không nhìn thấy Margaret đưa Carol về nhà. Để tránh Stam và hai người gác của hắn biết sự có mặt của Carol trong ngôi nhà này, Margaret đã đưa cô đi vòng vèo trong đồn điền và theo một lối nhỏ ít người qua lại để vào nhà. Nằm dài trên bãi cỏ, Mắc nói ngay khi trời tối, ta chuyển sang hành động bọn gác hạ dễ dàng thôi. Thế mày định giết chút à? Frank hỏi. Cái đó còn tùy. Trong vụ này cần phải dứt khoát. Nếu không chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ làm cho cuộc phiêu lưu này trở thành lần cuối cùng. Frank nói, kiếm chỗ nào đớp thôi. Tao chán ngấy dò xét cái nhà này rồi. Carol chợt thức dậy. Trời bắt đầu tối. Cô ngồi hẳn lên, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Trong một hay hai phút cô không thể nhớ mình giang ở đâu cô ngắm căn phòng trang hoàng lộng lẫy với cặp mắt hoảng sợ và trống rỗng. Thế rồi cô nhớ lại, tâm trí cô lại cuốn quýt với hình ảnh Steve, cô khoan khoái nằm xuống. Việc gì có thể làm được cho Steve thì người ta đã làm rồi. Tuy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng anh còn yếu lắm. Cô thầm bảo nguy hiểm đã hết rồi. Chẳng phải Margaret đã cam đoan với cô bọn Sullivan không bao giờ dám bén mảng đến ngôi nhà lớn đầy tiện nghi để tìm cô và Steve nữa là gì. Anh giải thích cho cô rõ. Suốt ngày đêm ngôi nhà này đều có người canh gác. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo sợ như có linh tính về một nỗi hiểm nguy sắp đến. Cô ngắm hoàng hôn phủ đầy bầu trời rồi bất chợt nhòm dậy khoác vội áo choàng của Veda và đứng bên cửa sổ. Trước mắt cô, đồn điền trồng cam trải dài ra xa những ngọn cây tạo thành một thảm vệt đen sẫm đầy xương, những quả cam chín vàng không nhìn thấy dưới ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Ngay phía dưới là sân trước rộng lớn, cô nhìn thấy một người đứng gác, súng cầm tay, đi đi lại lại từ khung cửa sổ tim thắt lại vì lo sợ. Carol ngắm nhìn bóng tối, chờ đợi một chuyện gì mà cô tin chắc nó sẽ xảy ra. Trong khi cô đứng rình rập như vậy, thì Veda mở cửa bước vào. A, à, cô đã dậy rồi ư? Cô muốn bật đèn hay thích đứng trong bóng tối? Xin chị đừng bật đèn, Carol nói. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trong bóng tối bên ngoài. Cô lo ngại chuyện gì thế? Veda đi đến bên cô dịu dàng hỏi. Nguy hiểm đang ở ngoài kia. Carol trả lời và vẫn đứng im như bức tượng. Veda bất chợt cảm thấy lo ngại nói, tôi gọi anh Finn nhé. Tôi có cần phải gọi anh Finn đến đây không? Cô ngừng bật vì Carol vừa cầm lấy tay cô chợt la lên và run rẩy, nhìn kìa. Chị có thấy cái gì ở dưới kia không? Chỗ gần đám cây ấy. Veda cố căng mắt nhìn vào bóng đêm nhưng không một tiếng động, không một tiếng xào xạc. Ngay cả gió cũng im lặng. Không có gì đâu, Veda nói giọng vỗ về. Ta xuống dưới nhà thôi. Dưới đó có lẽ dễ chịu hơn. Chúng kia kìa, ở bên ngoài bọn Sullivan ấy. Tôi chắc chắn chúng đang ở đó. Carol kêu lên. Về đã điểm tĩnh nói, tôi chạy đi báo cho Finn biết. Cô mặc quần áo vào đi. Quần áo tôi sắp sẵn rồi chắc cô mặc vừa. Cô mặc nhanh lên trong khi tôi đi gọi Finn. Cô vuốt về Carol như để chấn an và chạy ra cửa. Nhanh lên nhé. Từ đầu thang gác cô gọi, Finn. Mà gác từ trong phòng khách đi ra ngẩng đầu lên hỏi, có chuyện gì thế? Carol cho rằng bọn Sullivan đang ở bên ngoài. Trong giọng nói của Veda có một thoáng run rẩy. Magat lao vội lên lầu nhảy bốn bậc một, vội vã hỏi, "Ai nói cho cô ta biết vậy?" Cô ấy nói chính mắt cô nhìn thấy chúng. "Em không nhìn thấy gì cả." Chắc cô ấy quá hoảng hốt. Anh đi nhắc nhở những người gác, bảo cô ta mặc quần áo nhanh lên và xuống ngay phòng khách. Magat nói vắn tắt và lao nhanh ra ngoài. Bóng tối một thêm dày đặc, bọn Sullivan như hai bóng ma lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà. Magat thấy Stam đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trong nhà bếp hắn vừa ăn tối xong, tỏ ra vẻ hài lòng và mắt muốn díp lại. Bà hầu phòng vừa trò chuyện với hắn và đang lấy lại mũ áo chuẩn bị ra về. Stam giật mình ngồi thẳng lên khi nhìn thấy Magat. "Ông cần tôi?" Hắn vừa nói vừa đứng lên. "Phải." Magat hất hàm ra phía cửa. Stam đi theo anh ra hành lang. Magat hỏi, "Người của ông vẫn đứng gác chứ?" Stam cau mày nói, "Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?" có thể có chuyện đấy tôi muốn cùng ông đi xem lại một lượt stam kêu lên lạy chúa tôi vừa mới ăn khỏi mồm không được yên thân lúc nào ông không thể ngồi yên một chỗ được à nếu ông lo lắng về bọn sullivan thì ông chỉ làm mất thì giờ của ông và của tôi thôi tôi đã chẳng nói với ông là không làm gì có bọn sullivan nào trên đời cả chuyện tầm phào thôi nếu ông không chấp hành nhiệm vụ tôi sẽ gọi ông cảnh sát trưởng đề nghị thay thế ngay mà giận dữ nói không ai có thể bắt tôi làm điều kỳ cục mặt hắn đỏ lên ánh mắt tức tối cãi lại nếu cam thích thì cứ việc làm những chuyện ngu ngốc nhưng còn tôi thì không tôi nhắc lại với ông là không làm gì có bọn sullivan cả những người như ông có thể làm cái gì tốt hơn là cuốn đít lên về cái chuyện ba bị này nếu như đó là ý kiến thực của ông thì ông nên đi chỗ khác tôi không nhận lệnh của một tay phóng viên stam nói và cảm thấy hơi bối rối chừng nào tôi còn được giao nhiệm vụ ở đây thì chừng đó tôi còn nắm quyền chỉ huy. Magat đi qua trước mặt hắn và cầm máy điện thoại, tôi xem ông cảnh sát trưởng nói gì về chuyện này. Anh đứng yên một lát, ống nghe để ở tai rồi cau mày, hình như không có điện trên đường dây. Anh đập giá điện thoại vài lần, lại quay Maniven, chờ một lát đành cúp may và lầm bẩm nói, không lẽ? Stam cười chế nhạo, nào nói ra đi. Chắc ông nghĩ bọn Sullivan cắt đường dây chứ gì? Đúng như thế, Magath nói và bất chợt cảm thấy lo ngại anh nói tiếp, Stam, tôi cần một khẩu súng. Nếu ông không muốn thi hành công việc thì tôi sẽ làm thay cho ông. Stam cáu kỉnh nói, ai nói là tôi không thực hiện nhiệm vụ của tôi. Ông hãy cẩn thận lời nói. Tôi không cho ông mượn súng đâu. Ông chưa có giấy phép sử dụng. Magath cố nén cơn tức giận đang muốn bùng ra, cãi nhau có ích gì. Cô Blandit nhìn thấy hai gã đàn ông lặng vàng quanh đây. Cô ấy sợ, có thể không phải là bọn sullivan nhưng cũng nên ra ngoài xem sao cần gì phải bảo stam đi ra cửa nếu chúng đến đây tôi sẽ làm nhiệm vụ hắn nói thêm sau một lát im lặng ông có thực tin chúng cắt dây điện không có lẽ đúng vậy ma gát vội vã nói và đi theo stam ra hàng hiên ma sơn tên một người gác tựa lưng vào tường miệng ngậm điếu thuốc khẩu súng hứng hờ cầm ở tay khi nhìn thấy stam y hỏi chào george bao giờ thì tôi được đớp đây Chờ lệnh của tôi, Stam cầu nhỏ nói. Anh có nhìn thấy ai không? Ông muốn nói đến bọn Sullivan. Không, tôi nghĩ bọn Sullivan chưa dám khua chiêng đánh trống đâu. Stam nói, bà chủ nhà nhìn thấy hai gã đàn ông luẩn quẩn trong khu vực này. Anh canh phòng tốt chứ? Còn thế nào nữa? Tuyệt đối không nhìn thấy gì. Có thể bà chủ tượng tượng như vậy thôi. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Stam liếc nhìn mà gát nói với vẻ chua chát. Ông thấy đã đủ rồi chứ? Không, Magat nói, anh bạn này chập chờn nửa thức nửa ngủ. Tôi nhắc lại cho cậu biết có người nhìn thấy hai gã đàn ông. Anh vỗ ngực ma sơn. Mở to mắt ra anh bạn, không phải là chuyện đùa đâu. Stam giải thích, ông này nghĩ là bọn Sullivan đến hỏi thăm sức khỏe của cánh ta đấy. Ghế gớm thế kìa. À? Ma Sơn cười nhạo. Tôi mong chúng chờ tôi đớp xong bữa đám ma gát nhún vai vẻ chán nản bước đi. Theo sau là Stam. Người gác kia đâu? Phía sau nhà ông có muốn gặp hắn không? Có chứ. Magath nói và bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Nếu Stam cứ ương bướng tin rằng không thể nào có những mối nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra thì chuyện gì cũng có thể đến được cả. Cùng lúc đó, phía sau nhà đã có chuyện rồi. Nó đến quá nhanh, quá lặng lẽ đến nỗi Magath và Stam lần mò trong bóng tối mà không hay biết gì hết. Bọn Sullivan đã vào sân sau. Mark cầm cái thanh thép một đầu buộc dây thòng lọng. Chúng đứng im rình người gác mất cảnh gà y ngồi trên bao lơn, hai chân buông thõng, súng để bên cạnh, y hát nho nhỏ, thỉnh thoảng lại sốt ruột giơ tay lên xem mặt đồng hồ dạo quang, y cũng đang chờ bữa ăn tối. Mắc chạm vào tay Frank, hai gã hiểu quá rõ những gì chúng định làm. Frank dừng lại khẩu súng nặng nề cầm tay trong khi mắc rón rén về phía trước, đôi gảy đế crep không phát ra tiếng động nào trên sàn lót gạch ô vuông trắng. Gã cầm sợi dây thép như người ta cầm lá cờ hiệu trong một đám rước. Còn cách người gác vài mét thì gã dừng lại giơ cao chiếc thòng lọng, mắc hạ xuống từ từ, nhẹ nhàng cho tới khi chỉ còn cách đầu người gác vài cm. Thế rồi một tay vẫn cầm thanh sắt, một tay cầm thòng lọng, mắc kéo sợi dây mở rộng đủ qua được chiếc vành mũ Rồi nhanh nhẹn như một con rắn uốn mình lướt tới, mắc hạ thấp thòng lọng và giật mạnh. Cùng lúc đó Frank như một chiếc bóng lặng lẽ ma quái trồm tới giật khẩu súng của người gác đang sững sờ. Bị sợi dây thép siết chặt, người gác không thể thốt ra một tiếng kêu nào người bật ngửa ra, y cố tuyết, vọng dãy ruột thoát khỏi sợi dây thép mỏng đang cứa sâu vào da thịt. Y chống chọi trong khoảng 10 giây rồi thân hình trở nên mềm nhũn, máu trào ra nơi khóe miệng. Mắc thả trùng chiếc thòng lọng, Frank tháo sợi dây khỏi cổ họng người gác. Ngay tức khắc, Mắc thu về chiếc thanh thép đã gấp lại chỉ còn dài bằng chiếc ống nhòm rồi cùng với Frank khiêng xác chết đi vào khu vườn tối. Vài giây sau, Magat và Stam từ góc nhà quặt ra và đi trên sân trước trải dài ra phía sau. Magat nói, không thấy y đâu cả. Tôi cá là y lỉnh đi ngủ hay làm cái gì tương tự như vậy rồi. Stam khô khan bác đi, chắc chắn y phải ở đây. Y không thể bỏ vị trí nếu không có lệnh chính thức của tôi, cất cao giọng. Hắn gọi, Ê, O'Brien, lại đây, có việc cần. Hai người im lặng đứng chờ trong bóng tối. Không một cử động, không một tiếng động, trong khi đó bọn sullivan như những cái bóng chuồn ra đằng trước và bỏ lại gần ma sơn đang châm điếu thuốc mới mà gát cáu kỉnh nói đùa gác hạng bét khi nào gặp ông cảnh sát trưởng tôi sẽ làm cho ra chuyện stam lo ngại y phải ở đây chứ hắn thì thầm và đi đến cuối sân trước để gọi thật to lần nữa o'brien mà chua chát nói chắc y lại chui vào xó bếp rồi anh quay trở vào nhà Bọn Sullivan chỉ vừa đủ thời gian giấu xác Ma Sơn nhưng còn chiếc mũ và khẩu súng vẫn còn lăn lóc ở dưới đất. Này, Ma Sơn cũng vậy, y chuồn rồi. Ma kêu lên và cố tìm đốm lửa của đầu thuốc. Ê, Ma Sơn anh ở đâu vậy? Stam vừa đuổi kịp anh, ông nói gì vậy? Ông dám ám chỉ Ma Sơn bỏ vị trí gác à? Có thể đúng như vậy đấy. Ma nói và cảm thấy ớn lạnh xương sống. Tôi không nhìn thấy y đâu cả stam rút cây đèn bấm khá mạnh lia ánh đèn trong hàng hiên bất chợt hai người lặng nhìn chiếc mũ và khẩu súng nằm trên hàng gạch trắng ma sơn stam la lên vì sợ hãi vô ích tắt đèn đi ma gát cúi xuống nhặt khẩu súng nhanh lên quay vào nhà ngay stam không chờ phải nhắc thêm lần nữa hai người không nói với nhau lời nào cho đến khi ma gát giống được cửa ra vào và chèn thêm cái then an toàn nữa stam run run nói số phận họ ra sao nhỉ tôi đã báo cho ông là bọn Sullivan có mặt ở đây rồi. Ông có cần thêm bằng chứng nữa không? Magat nói và đẩy viên phụ tá đang sững sờ, miệng há hốc sang một bên. Finn chạy vào bếp rồi vào tiền sảnh nói với Stam. Ông ở đây và căng mắt ra mà nhìn. Tôi lên lầu. Chúng đang theo vết la son nhưng nhất định chúng không thể bắt được anh ta. Ông lập hàng phòng ngu tám. Thứ nhất, chú ý theo dõi đừng để chúng tóm được ông. Anh buông Stam quá sợ hãi để chạy lên lầu. Về đã chờ anh ở đầu thang gác, mọi chuyện ổn chứ? Cô hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt ma gát. Cô cầm tay anh, có chuyện gì vậy? Nhiều chuyện lắm. Anh Hạ thấp giọng trả lời. Chúng ở ngoài kia, ngay gần đây thôi và đã giết hai viên cảnh sát rồi. Chỉ còn lại Stam, em, anh, Carol và cô y tá thôi. Chúng cắt đứt dây điện thoại. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập, trừ phi. Không đợi anh nói hết. Veda bảo, để em đi. Em chạy băng qua đồn điền gọi người quản lý và công nhân đến đây. Mà gát ôm chặt cô, tuyệt lắm. Nhưng hãy chờ một lát. Không nên liều mạng một cách vô ích. Nếu chúng tóm được em thì ta nguy mất. Tốt hơn là chờ khi chúng nó tìm cách đột nhập vào nhà rồi em hãy lén chạy ra lối sau. Vâng, nhưng như thế thì chậm mất. Ít nhất phải mất 10 phút em mới chạy qua đồn điền. Đi ngay bây giờ thì tốt hơn. Em chưa được đi trước khi anh không biết đích xác chúng ở đâu. Mà gát kiên quyết nói. Còn Caron đâu? Đang ở bên Steve. Tốt, chúng ta phải ở sát bên anh ta. Anh ta là người chúng định giết. Nếu chúng lọt được vào nhà thì chúng đến phòng Steve ngay. Từ dưới chân cầu thang, Stam nói giọng van lơn, "Ông không thể để tôi một mình ở dưới này mà gát gạt đi, tại sao không? Bọn Sullivan chỉ là đồ ba bị chuyên đi dọa con nít thôi mà." "Mà anh đâu phải là con nít." Anh nắm tay Veda đưa cô đi dọc hành lang vào buồng Steve. Hai người thấy Caron ngồi ở đầu giường duyên dáng trong chiếc rốt của cô Veda bằng lua Cô y tá cao lớn, tóc hoa dâm, cô ra hiệu cho họ đừng nói gì. Steve xanh sao, mở mắt nhìn Magath và Veda đến bên giường. Magath cười nào, anh chàng ốm yếu. Cô ấy đây, có đúng là cô bạn anh không? Steve gật đầu xác nhận phim, mọi chuyện đều nhờ anh cả. Anh vừa nói vừa cầm tay Carol. Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy khỏe rồi cô y tá nói với Magat, ông La Son chưa được phép nói chuyện ông vẫn còn yếu lắm. Đúng rồi, Magat nói và lùi lại một bước và ra hiệu cho Carol. Em sẽ trở lại ngay. Cô nói với Steve và vuốt ve tay anh rồi theo hai người ra hành lang. Những màn rượt đuổi nghẹt thở, những âm mưu thâm hiểm đang chờ đón bạn. Đừng bỏ lỡ bất kỳ tập nào phía trước bằng cách bấm nút đăng ký và biểu tượng chuông để nhận thông báo sớm nhất nhé.